Trân trọng kính chào toàn thể quý vị mọi người. Hôm nay tiếp tục nấu cái nồi thịt cho chú Ba và chú Năm quý vị. Nồi thịt chính với chú kêu cứ nấu thịt hoài vậy đi. Chú nói chuyện nghe tội nghiệp lắm quý vị. Chú nói cầu có ăn. Hỏi chú ăn ngán không, nói cầu có ăn. Tại vì là nồi thịt này nhiêu tiền em? Bao nhiêu? 175 hả? Rẻ hơn nồi trước được 2.000 luôn hả? Thì là trăm nồi này 175.000 cái gì? Em đem cho hai chú cái gì? Về đến nhà chú rồi cái gì? Thì mưa này ghê. Chú đâu hết đây? Không làm được, tôi để không làm. Đã không tao ra trong bắt mấy ngóc này luôn, lên chín trong này luôn, mà nói cái gì đâu không à? Làm gì chú Năm? Chú Ba giờ này chưa về nữa hả? Đi lấy số rồi. Đi lấy số hả? Thay dụng đèn hả? Cái nồi thịt này ra cho chú. Thơm quá, thơm bay mùi thơm. Bị má nó cúp hết trơn à. Cúp mà hả? Cái công tắc mới mình đâu. Nó chạm hay gì chú? Hai cái đuôi đó, gắn cái đuôi vô, cái câu vô, ai xuống lưng. Ok, nhờ chỗ này sửa nha. Mày vô đầu ông nói vô hai đuôi rồi, có bóng đèn, dây đèn không có cái gì đâu. Mở công tắc. Cái thôi, một cái vô 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 vô. Ông nói cái gì đâu không à. Cái vô nóng, cái vô vô đèn. Rồi con sớt con để đằng bếp cho chú rồi nha. Rồi. Rồi con về nha chú. Dạ dạ. Chú gọi đèn cho chú kia sửa cho điện rồi về. Rồi về. Tôi tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay mình đi ra bên khu dân cư thị trấn hay gì ra ngoài đồng này, gặp một cái ông chú neo đơn. Chú này lớn tuổi rồi, một cụ già neo đơn sống một mình ở căn nhà ở ngoài đồng. Chú này thì mình cũng có đến thăm nhiều lần rồi, hôm nay lâu lâu thì mình đến thăm chú lại xem cuộc sống chú sao, cũng chia sẻ thì ảo này kia được cho chú. Ấy trời, thế này qua cái cầu khỉ lọc kinh này, lúa này nó gầy không cho mè này, đẹp quá. Chú sống trong căn nhà này có gì? Chú sống cùng mình một ở trên đất đậu, căn nhà thì cũng có người ta cất cho. Đây là những hoàn cảnh neo đơn lớn tuổi quạnh quạng. Chú ăn chơi trường có gì? Con chào chú. Chú khỏe không? Khỏe hen. Con chồng khỏe là được rồi. Con mình một thì thui thủi vậy ha. Nào ốm thì cho em uống hay nó bắt đầu mua thuốc về cho mình uống. Dạ. Còn phần số mạng thì chết thì thôi rồi cho dạ. Đấy, có ai đâu. 147. Dạ, 75 tuổi rồi. Lúc này khỏe là được rồi. Cũng ăn ăn hoài. Ăn ăn hoài hả? À, lúc này sao chú? Ăn ăn là vì sao? Lạnh rồi nhức mình, nhức mấy xương sóc rồi là bắt đầu ốc. Nhức nhức mình, nhức xương hả? Nhức khớp hay sao? Rồi đau mình, đau mấy rồi đó là bắt đầu cái tuổi này là còn cái gì nữa. Dạ. Yeah. Không chú nói chú ăn chay trường bao nhiêu năm con quên? 30 năm. 30 năm, rồi cũng lâu dữ ha. Năm 90 tới giờ. Dạ. Mấy đứa cháu hồi xưa sống chung chú có thường là thăm chú không? Dạ. Rồi, rồi chú bệnh rồi, rồi cháu nào mà đi mua thuốc cho chú? Cháu nào? Bắt đầu ra em út thôi thì đứa nào tới cũng như em tới vậy đó là bắt đầu ở tới bệnh đó vậy đó là dạ, bắt dạ. Đầu đó là không có khả năng đó là bắt mua xong dĩ thuốc nữa rồi vậy vậy đó rồi đó là bắt đầu tiền nhau người sống vậy đó là bắt đầu về nay cũng có cái nhà đó ở đó đó rồi đó là bắt đầu thấy nó cảnh mồ côi rồi hồi lúc rồi hai anh em nó rồi đó là bắt đầu mình đại diện.
thì mấy đứa cháu đó mấy cháu đó tới mua thuốc cho chú hay là người khác? Người khác hen. Nó cũng không có tới chú hen. Vậy vậy thì khi nào ta tình cờ tới ta mới mua, rồi lỡ cho là chú ốm mà ta không có tới thì sao? Thì có thằng em đó. Là bắt đầu ngay chỗ chú đậu xe đó. Dạ. Nhà nó vợ chồng đang nói chuyện đó. Thằng đó là bắt đầu nó cũng em lại dạng như ở gần biết vậy đó ha. Rồi bắt đầu nó tới lui đó là nói là sát cận là cái thằng đó là bắt đầu nó vợ chồng nó thì nó là ngay. Thì đau ốm thì bắt đầu thằng ra nếu mà nó cũng nghèo rồi đó là nếu mà bắt đầu đau hơi nhiều đó thì bắt đầu nó chạy thì nó kêu nó bà con cô bác ơi thì bắt đầu nó ông bệnh ông quá bệnh rồi. Dạ. Thì bắt đầu người ta mới túa lại thì bắt đầu người ta mới lo. Chú có cái điện thoại để liên lạc với mấy người nào khi cần không? Không, không có. Không có luôn hả? Rồi ở đây con mình một mà 75 tuổi rồi mà không có cái gì để liên hệ khi mà cần thiết ngủ ban đêm hôm cũng khó khăn quá. Cũng có cái nhà đó rồi mấy ông cũng lâu về nơi nào ngay chứ mấy ông cũng phải là nhà nước không phải không thiếu cố. Trời. Rồi đó là bây giờ thôi đó là bắt đầu cái cảnh thấy là bắt đầu nó bận chặt quá thôi nhường cho nó rồi đó mới đi ra. Dạ. Ra đó ngoài. Là cái nhà đó nhà nước cho chú đúng không? Nhà nước cho. Sợ chú mà chú còn là cháu. Tự cấp đó. Dạ. Ở đây chú ở con mình mà chú cũng lớn tuổi mà chú cũng sạch sẽ gọn gàng quý vị. Đây cái bếp củi nè. Bếp củi chú nấu cơm đây. À, chú cái gà nấu bếp củi hay nấu bếp ga? Không ở đây chú làm rồi. Ruộng đất con ta mà chú làm ngon. Lúc nấu gà lúc nấu củi ha, chuyện mưa quá rồi. Thì ở đây là căn nhà chú ở này quý vị. Không phải ai đóng cái này lại cho chú hả? Thì, cũng thằng em đó chú. Dạ, em mang số đóng hả? Cái nhà cho chú cái xe đó. Cái sàn á, cái sàn này nè. Nó sửa lại. Dạ. Nó tới luôn, chạy con đi tối đó là bắt đầu bữa nào nó cũng chú thông coi đó là bắt đầu khỏe mạnh sao. Dạ. Giờ chết sống rồi là vợ chồng nó chứ không có bà con. Dạ, con cũng hy vọng là chú khỏe sống lâu lâu nữa đi. 100 tuổi được rồi. Hen. Không không. Dạ. Tôi giờ nó là bắt đầu tôi tư nghĩ chứ là tôi có nguyện giá ước mong bây giờ là cuộc đời đó là bắt đầu sống rồi là bắt đầu hắn đó vậy là cầu nguyện cho tôi đó là bắt đầu nếu mà sống cái số tôi thì sống được thì sống. Dạ. Còn hai nữa là căn phần cũng hả tôi cho chết ngọt chứ đừng mà ý trên đã dập. Dạ. Tôi xin điều kiện với ân trên thôi cho nên bắt đầu tôi không cầu xin gì hết. Dạ. Còn cái việc đó là bắt đầu sống thì tình thương mà tôi đó là nó hẳn ra đó là nó thiệt với em Út đó tôi không phải rồi bắt đầu hẳn ra đó, tôi với thằng được biến. Tôi cũng đi mần lao động tôi sống đó là bắt đầu tự tôi mà từ rồi về bên đây là bắt đầu tới 2013. Là tôi hết mà nổi rồi. Dạ. Thì tôi sống từ 2013 tới nay đó là 2022. Dạ. Là bắt đầu sống nhờ tình thương. Dạ. Chia sẻ cho tôi. Thì tôi lớn tuổi quá rồi mà người nổi nữa. Ừ, mà hết nổi rồi. Dạ. Đau động quá. Thì lúc này đồ ăn sao chú? Đồ ăn ai mua cho chú? Thì bắt đầu hôm qua đó là hôm nay là gạo là quý rồi. Còn nếu mà bổ sung hình ảnh thì em Út nào mà nó ở gần đó lâu lâu thì bắt đầu nó mua cho anh trai nước tương rồi mùi người mua thì dầu rồi bắt đầu nước mắm nước màu này kia bổ sung hình ảnh còn không có thì bắt đầu thì vậy là bắt đầu nó ra muối thì làm chỉnh với cơm này vậy rồi với rau luộc thì cứ tán tới vậy là cứ cơi rau luộc nước tương hoài luôn đã có ai mua thì mới có ăn. Rồi bây giờ tới ông chủ nhà này thì chủ đất này thì bắt đầu ổng đi gai lên vô ổng thăm ruộng. Dạ. Thì ông cũng hỏi chừng chừng ông nói là bà con cô bác là có thể cho ăn được không có lý không có thiếu hụt không. Dạ. Thì nói nếu mà thiếu hụt gạo hay là nước mắm nước màu gì đó. Dạ. Thì bắt đầu lâu lâu thì cũng như 3-4 tháng thì ông hỏi lần. Dạ. Thì nói là cũng nói ông biểu cũng nói thiệt đi thì mình có nói thiệt vậy. Dạ. Rồi bắt đầu ăn ra ông mua nước tương rồi kia trái hai trái vậy. Dạ. Rồi bắt đầu chữa lửa vậy thôi chứ mà nếu có tiền thì chú có gửi ai mua được không? Hả? Có tiền thì có gửi ai mua được không? Thì bắt đầu gửi thằng đó đó. Dạ cũng gửi được hen. Ừ. Vậy thì chú nên gửi mua đậu hũ này kia đồ ăn bổ sung chất dưỡng chú ơi. Mà không đó là kể nó tới đâu tới chứ là bắt đầu thằng ra bây giờ bị gì thằng ra đó cũng cho cái bước ra đó.
Hồi mắt ngủ rồi đó là bắt đầu nó không thấy tịch mịch. Bóng đứng vậy cái tôi thấy cái bóng đen thù lùi thôi, hết nhìn thấy rồi. Chỉ là bắt đầu nó không ra khi nào mà bắt đầu ấy rồi bắt đầu chúng tôi trọt vô bước ra. Còn chú tự nấu hết hen. Thì mình tự sống như ai đó. Tự lực cánh sinh. Thì hôm nay con đến thăm chú nha. Bắt đầu con gửi cho tặng chú cái bao gạo 10kg này của em Mến và em Loan. Em Mến và em Nhiên ở Đài Loan. Gửi chú để chú nấu cơm ăn hen. Rồi vậy bắt đầu về cũng là nói đó là bắt đầu chuyển lời về nói đó là mấy cô đó là bắt đầu vô cùng rất cảm ơn rất nhiều nó là ông Bảy Bình đó. Là tôi có rồi xuống xác minh rõ ràng rồi bắt đầu ông nói vậy là thành thật cảm ơn hai em chia sẻ cho tôi đó là bắt đầu nó tham ra đó là cái số gạo tôi ăn vậy là bắt đầu tôi vô cùng biết ơn dữ. Ở đây con gửi thêm cho chú 200.000 nè, 200.000 này của mở Úc Dĩnh ở thị trấn Mỹ An mình gửi cho con để chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn. Cũng là bắt đầu cũng vừa nói với chú tiền này nha. Là bắt đầu nói là thành thật đó là bắt đầu ông Bảy Bình đó là bắt đầu cũng rất cảm ơn anh Út lắm. Thì giúp được cho cái đúng cái người khổ thì nó quý rồi chứ còn người ta thì cũng mong con giúp được những người khổ như chú vậy thì người ta cũng vui rồi đó. Thì bắt đầu nó hẳn ra đó là cứ tôi cứ nói là cứ nói tên. Thì bắt đầu tôi có khác chứ không phải như người ta mà cho đó là bắt đầu tôi không hỏi tên. Đây là bắt đầu rồi chú vậy thì chú nói vậy là bắt đầu tôi thanh thật đây là bắt đầu hẳn ra đây là cảm ơn chú rất nhiều. Đặng biết cái tên là gì không? Người được gỡ. Cái đó là mở cái này, gỡ cái này cái kia tôi đặng tôi biết tên. Đặng mà đó là tôi không phải như người ta mà cho mà ăn bóc cà mỡ ớt. Đặng biết tên là gì, đặng mà tôi vô sổ. Vô sổ đặng mà tối đó là bắt đầu tôi cầu nguyện cho gia đình, vợ chồng đó là bắt đầu trên thượng giáo hội dưới hòa, mận ăn phát tài phát lộc. Trai qua nạn khỏi. Tôi có cái tâm niệm đó. Tôi đêm nào tôi cầu nguyện hết. Chỉ là bắt đầu vậy là bắt đầu từ 2013 tới giờ đó là bắt đầu ai cho gì đó là bắt đầu tôi cầu nguyện hoài. Bây giờ cái bản thân tôi không có chưa có được cái gì trơn. Bởi vì tôi còn thọ thật là bắt đầu của cái ơn của đồng bào. Cái mở Úc này thì con không biết tên của mợ nhưng mà con kêu theo cái tên của người chồng. Tại vì mợ người này là người mợ của bên bà con mình vợ vậy con. Bắt đầu cho không phải là cái việc gì nha em. Mình cầu nguyện cho gia đình cho người ta gia đạo đó là được mẹ nay là hòa thuận. Là bắt đầu ăn ra mần ăn đó là bắt đầu cho mẹ nay ta qua nặng khỏi. Mình cầu nguyện đó vậy đó. Cái bị gì cái bà gì mà bên mà Ngũ Phước đó là bắt đầu ăn ra cái bài đó là cầu cho dân an. Ngoài nơi thịnh vượng là đêm nào tôi cũng cầu hết. Rồi chú có cần mua đồ ăn gì thì gửi tao mua hen. Gửi có anh em đó. Rồi thôi chú nghỉ ngơi đi. Con cũng xin phép về nghe chú. Đó là bắt đầu về cũng chuyển lời với hai câu đó là dùng gạo rồi với câu đó đó. Bắt đầu nó ra vậy là ông Bảy Bình đó là bắt đầu ổng là rất là bắt đầu cảm ơn là chia sẻ cái mảnh đời của ổng. Vậy là ổng biết ơn. Rồi con chúc con nhiều sức khỏe ha. Xin họ tên để chú cầu nguyện cho những người mà cầu bình an á quý vị, cho những người mà giúp chú. Thì chú ở đậu trên miếng đất này với cái nhà này cũng người ta cất cho chú cũng lâu rồi chú ở. Đúng ra thì chú có một cái căn nhà của nhà nước cho trên khu dân cư, nhưng mà ngày xưa chú có bảo bọc mấy người cháu á quý vị. Mấy người cháu cũng không có, nói chung là cháu là những người mà không có cơ nhở đó, những người không có chỗ ở đi lang thang đó, rồi chú mới nhận về làm cháu, rồi bắt đầu chú mới hướng dẫn cho Ly làm ăn này kia, rồi giờ chú tặng cho căn nhà cho hai người cháu luôn, mặc dù cháu không có bà con. Nhận như biết nhau đó, như những người khổ mảnh đời khổ biết nhau đó. Thì chú sống với hai người cháu đó một thời gian rồi, giờ chú cho nhà mấy người đó ở luôn, giờ chú ở đậu vậy đó. Chú ở đậu ăn chay trường mà 75 tuổi mà sống neo đơn mình một cái gì, giờ sống nhờ tình thương xã hội thôi. Rồi chú tính cũng xin phép lại video tại đây. Xin cảm ơn bà Út cũng như em Mến Nhiên đã chia sẻ tình thương đến cho chú. Xin chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, lành và hạnh phúc. Xin chào.